Các bạn ơi, mình về quê rồi. Đây là cái góc bếp ở dưới quê mình nha các bạn. Cái góc bếp xưa ơi là xưa, nghèo ơi là nghèo của dưới quê mình. Con mình nó tặng cho mình cái lò nướng nè các bạn. Mẹ về mẹ làm bánh rồi này bánh kia cho mẹ không buồn. Đấy, rồi hôm qua mình về mình chiên bò bánh phồng tôm để mà tối nay mở màn, tối hôm qua đó mở màn ăn Tết Tây. Nhưng mà còn lại nè các bạn, nhưng mà mình chiên thì mình chiên trên cái bếp ga trên đó, mình thấy dầu nhiều quá các bạn ơi. Cháu mình nó ăn mình sợ nó viêm họng đó các bạn. Hôm nay mạo muội mình nướng coi như thế nào, mình ăn bánh phồng nướng, tại vì mình chưa ăn bánh phồng nướng bao giờ. Thì bây giờ mình lấy cái dĩa ra nha, lấy dĩa ra nè, mình chỉ lấy cái khay thôi nha các bạn, chỉ lấy cái khay thôi. Mà cái lò nãy giờ mình đã làm nóng rồi nè, nóng trước rồi đó. Đây mình sắp vô mình nướng, nướng cho mấy đứa nhỏ nó ăn đó các bạn. Rồi, sắp vô nha, sắp vô rồi mình đẩy vô nè, mình đẩy vô ha. Rồi bắt đầu mình nướng. Ăn nướng thì chắc có lẽ nó tốt cho sức khỏe hơn đó các bạn nha. Rồi bây giờ mình dặn nè, đây là mình dặn 220 độ rồi đó, rồi lửa trên lửa dưới nha các bạn. Đây là mình dặn 20 phút nha. Đây nè, lò nó đã cháy lên rồi đó các bạn. Mình chờ chút xíu nha các bạn, chờ chút xíu. Ăn như thế này thì mình thấy cái cần cổ của bé nó đỡ hơn các bạn. Chứ giờ mình chiên dầu thì một là tốn dầu, hai là tốn than tốn củi cũng vậy. Nhưng mà mình có lò nướng rồi thì mình biết vận dụng nó nha các bạn, vận dụng để ăn cho nó có sức khỏe hơn. Mình thì mình tên khỏe, mình tôn trọng cái sức khỏe lắm các bạn, ăn để khỏe, ăn ngon mà lành nữa chứ không phải là ngon mà bệnh. Tại vì theo mình nghĩ là bệnh là từ cái miệng đi vô nhiều đó các bạn, đi vô nó tới 99% nữa. Thành ra mình phải cố gắng mình làm như thế nào để có cái món lành cho cháu cho con mình ăn. Rồi mình nấu ăn thì mình phải để cái tâm vào cái việc nấu ăn của mình. Ăn như thế nào cho khỏe, mình không ăn mọi người ăn nhưng mà mọi người vẫn khỏe, để phụng sự cho người khác nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ nó phồng nó nổi lên rồi đó các bạn. Mình để cho nó nổi tự nhiên mà mình nướng hai mặt nha các bạn. Nó cũng vàng, nó cũng giòn lắm. Nhưng mà ăn như thế này thì mình thấy nó lành hơn các bạn ơi. Đó. Nó phồng lên đó. Cuốn lên luôn. Mình có thì mình cũng phải sáng tạo mà biết cách ăn. Còn chiên vô dầu là nó xèo liền nha các bạn. Mình để tới 220 mà mình dặn nó là 20 phút, mà chắc chừng 15 phút rồi các bạn ơi, chứ không tới 20 phút đâu. Để mình canh coi. Lần đầu tiên ăn bánh phồng tôm nướng. Giờ mình chờ nó vàng ha. Nó cuốn cuốn lại rồi đó các bạn thấy không? Nó muốn vàng rồi đó. Thì mình kéo ra coi nó vàng chưa. Kéo ra coi nó vàng chưa nha các bạn. Chưa vàng lắm. Chưa vàng lắm đâu. Nhưng mà ăn chắc chắn sẽ lành thôi. Chờ chút xíu nữa nha các bạn. Chút xíu nữa là nó vàng ươm, mình lấy ra luôn hai mặt mà, mình nướng hai mặt.